Xin chào mừng cô chú anh chị và các bạn. Chào cả nhà. Bữa nay thì Tiền với lại Hiếm Ba sẽ ra ngoài sông lớn để giở lập bóng nha cả nhà ơi. Đây cái lập bóng ngay trước mặt của Tiền nè cả nhà. Này là lập bóng của dì Phi nha. Giờ Tiền với Hiếm Ba sẽ giở để mà kiếm cá ăn nha cả nhà. Mọi lúc thì thấy dì Phi là giở rất là trúng mánh luôn á. Tới nhiều khi tới mấy con cá cha luôn. Mà hôm nay tới phiên Tiền giở không biết như thế nào nữa. Bỏ trên nhà dì Phi có trồng rau gì á Hiếm Ba. Nguyên một cái đống rau luôn kìa. Ai có đất trồng nó có bãi với trồng bầu nó đó mày kìa. Ai? Bầu bà Tư Niệm á. Bà trồng bầu á, sáng có bẻ thấy ham. Tập mấy xong này vậy mà cũng trúng á, cũng đất cũng ra. Trồng bà que nó gì kìa. Dớn ổng nè. Lợp ổng nè. Bóng ở đây nè cả nhà ơi. Nhà nào là nhà của bả nhà này hả? Ừ. Bộ ai đặt lú nó dở lú quá trời lú luôn kìa. Lú con gái má gì. Ôi, thì con cá chép má gì. Chép hai cá chép hai con cá chép luôn. Ôi ôi dữ nè cả nhà. Chưa vậy trơn à, mình đã thấy có cá rồi nha. Nhưng mà cá này là nhà Tiền không có ăn. Hồi mình căng đi mình nữa mình trả tiền cho bả. Mình nhắm hậu đi ha. Vịnh nó đi. Tao vịnh cho đặng vũ lợi. Ngay chỗ nào vậy ba? Nó ngay cọng dây giữa đó. Dây nãy hả? Ừ, cọng dây đó. Nắm lên này. Được không ba? Nè, cũng này được không? Mà tuốt đẳng nữa. Đây nè, tiền cái đó là dây phao cái gì đó. Dây này dây phao. Này nè, dây này nè. Ừ. Dây đó đó. Đúng rồi. Cái này là lứ nè. Ủa sao mà khó dở vậy ta? Lộn nằm trong hay ở ngoài vậy? Đủ dài lại. Đó, có cá nhảy rồi đó cả nhà ơi. Đó. Ôi, thì thấy có cá. Trời ơi, dữ lắm rồi ba ơi. Vô một bầy cá chép luôn rồi. Chứ ba buông luôn đi được không? Không có gì dây cột rồi. Cột dây hả? Ừ. Đây. Tháo con dây ra. Ôi ơi. Tháo ra hay gì ta? Cột cũng mới đường mở. Kéo ra được không? Nè nè, đưa cái vớn lên. Ừ. Lên này luôn. Đưa cái vớn lên. Cậu mua cái chép dữ hả? Ủa nó mua không? Gửi cái sân tia đâu? Nếu ba có thấy cái đây nè. Nè nè nè. Để đây luôn tiền. Để ừ. Người ơi, lấy cái gỗ này lại, lấy cái gỗ này lại. Ôi ôi, có chép không vậy? Sao thằng có chép không mà? Hôm bữa ông nhỏ thấy ham lắm kìa. Cái bự bự ra nó tiền ơi, nhỏ quá nó không lọt hay gì. Cái gì? Cái cốc. Hết rồi, phải không? Còn còn. Ừ. Hết bự ra. Hai ba nhỏ nha. Bọn con có dảnh không? Có cái dảnh kìa. Úi trời trời trời. Ê, còn con ta lục tiếng. Dạ. Còn ơi, đây là cả nhà ơi. Hôm nay thì mình dở hình như là không có được may mắn cho lắm. Dính tàn là cá luôn. Cái gì? Cá. Cái là cá chép. Chép. Coi đúng chưa nha em ba? Qua đây đi.
khúc này không biết có cá không biết ba. Thế ba hả, khúc sau này là có cá không biết chở được đâu có cá. Ta nói con coi thế này, cái này thấy không, cái này là cái gì á, cái này nó phải dây phao nè. Cúc lại sao mà gió nó lên được hết rồi, cúc nó không có rồi, cứng nhắc rồi. Thôi đó, lần tới nghe chưa. Cái này không biết mấy ký cá chép, không biết cả 3 ký hả bạn. Ha. Ừ. Cộng lấy cây vô cây bự này hả gì? Ờ đúng rồi, cây bự đó đó hả bạn. Cho nó thấp này xuống. Rồi. Rồi giờ về. Đây cả nhà, hành quả nha. Ui ui. Chép thả hả gì? Cái chép này hồi mình chạy xuống dưới kia đi mình thả thả. Để thả lại vô. Thăm sớm định hồi nữa. Đây cả nhà ơi. Cái vớn của gì là bóng của dì Phi á thì tiền dở là được nhiêu cá này, mấy cá chép thì tiền thả hết trơn luôn rồi. Đó. Giờ tiền gán ở chỗ là bóng của ông chú Tồn á cả nhà. Coi thử coi có cá cá không nha. Vậy đó anh bà. Vậy thấp quá không biết bỏ được. Tú có dưới luôn á vậy. Ừ. Gà dọ thứ ai tới đâu rồi. Giờ ôm xuống. Ừ, ôm cây xuống từ 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 từ. Trong cái sợi dây mà. Lụng quá. Thấy không, lụng giò chưa? Sâu lắm, cột meo. Nước lớn. Thấy không? Mở được không? Chắc lặn luôn đi. Lạnh giòn mát trời ơi, lặn luôn, sâu lắm, còn nước này sâu. Hôm qua tắm dưới sông. Có người tắm xong kêu gửi giùm được không? Giờ còn mối nữa, một hơi lận mối đó, ba hơi ba mối. Vừa lắm. Được chưa? Lòng qua đây nè. Ừ. Đứng tới hả? Đứng tới hả? Bỏ thằng này dở lại. Ui dạ. Thôi bỏ lúc có sợi dây đằng đó mà giờ không có sợi dây. Cái này không có. Cái này có rồi, có sợi dây rồi. Nắm ngay giữa mà được. Con gịch lên là thấy à. Gịch lên, gịch mạnh lên. Rồi lặn lại luôn đi. Nắm đạn giữa mới phân lên được. Hồi lần không có cột dây bộ đứt hay gì đó. Không có là về ăn khô quạt ngay cả nhà. Có về ăn gì. Chống trơn gì. Thấy con cá mà không biết cái gì nữa. Trời, vớn bự quá mà không có cá rồi thôi. Nè, ui, ui, hai ba con. Hai ba con cái gì á. Ừ. Ừ. Bự. Ăn được.
Thọc tay vô bắt á mà. Thọc tay vô luôn đi. Được hai cá chim với cá phi. Chiên được bữa ăn rồi. Làm cái giờ lời khó ba ấy không chết. Ú đậy lại. Bình mạnh. Nói không nói lần tiếp. Được chưa? Thẳng là cột được rồi. Chạy ẩm đi có cá không? Chạy ẩm đi. Cột cái không biết có người dở. Khác chỗ không buộc. Trời. Công phu nãy giờ hai con cá. Được hai con hả? Ừ. Giờ đủ chiên tư rồi. Cái chim với cái cũng được. Bự hơn mấy cái vớn chảnh. Đúng bữa cơm à. Hết. Hai cái vớn mà được bữa cơm. Cái chim này hả? Ừ. Được rồi, chiên tư. Lên 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 lên. Em cháu thì về tới nhà đó cả nhà ơi, được nhiêu cá đây nè. Cá lu kiến này mình hấp xả em ba. Cái này chiên tư đi. Rồi, quyết định gì đi? Ở con cá cày. Vậy là cũng trúng bánh nè chứ. Con cá cóc. Đây nè, cá cày nè. Cô dễ nên chiên nó không dính. Để nó dính. Dính chảo. Được canh cái chim. Vớt vát con cá chim ở lạp bóng của chú Toàn. Không có là nhiều ăn nhiều. Hãy ướt bộ đồ mới được con cá chim bự đó cả nhà ơi. Ngắt cho bạn cá chim đó. Không. Mà thịt nó béo nha. Thương gì cá xương nạc mà. Ngon hơn cá cá dảnh này nữa. Dảnh chứ xương không mà. Nè mình không ăn cá chép, dính cá chép quá trời. Cá chép là máy bay vậy? Không ăn. Ăn thêm cái dảnh. Cái chiên nó dảnh nó mắc cười quá nha. Dĩ nhừ. Dĩ nhừ rồi nhỏ ghi ghi. Con cóc bự đó. Cá cóc cả lưng ký luôn. Cá cóc mình hai người ăn. Bãi ép uống sữa vậy. Là làng ha. Mấy con cá này nữa mình. Ồ được có cá sơn nữa nè. Chiên luôn. Thịt không luôn á cả nhà. Cái này cũng uống lắm rồi. Đây từ giờ thì tự nhiên ba mặt cá xong rồi cả nhà. Giờ Tiền sẽ để xả vô trong mình hấp xả cá lô kiến nha. Cho mấy cá lô kiến vô.
Ui da, mấy con cá đó thì mình sẽ chiên tư. Mình cho mấy cái gốc sả vô luôn cho nó thơm. Cho xí nước vô để khét đít. Thêm ba thì đang nhúm lửa nha. Nó gặp mít là nó phái lắm. Bên đó mình sẽ chiên cá. Nó ăn cắp hả? Dám ăn cắp mít nha. Nữa con đem về mà vài muối về con bỏ trong tủ lạnh cho nó thơm. Mèo lại là cao tiếp mẹ nè mèo. Thêm ba chiên cá luôn ha. Con lạc gao. Nay mình sẽ ăn kèm chung với lại gao xà lách, nhíp cá, gao thơm, ngò gí như cả nhà. Đây trái dưa hấu. Dưa hấu tiền mua bữa dạt đít thử coi nó có chín không. Mà chín rất là ngon luôn. Chút nữa đi con. Con lấy cái gỗ cho mẹ đi cục vàng. Trời bói bữa nay rồi cả nhà, nhịn mặt khó khác hơn mọi lúc không cả nhà ơi. Mêu, kêu em kìa Mêu. Chào cả nhà. Ừ, cha tiền với mẹ đang giữ bói bói. Cơm nè, vô nấu tiếp rồi. Ôi rồi, răng dữ rồi. Đi học về có hương bà cô chú chưa? Chưa hương hả? Hương bà cô chú đi học mấy giờ? Ba mua rau nhiều quá. Bấm bấm rồi. Nó phái con mèo lắm. Hồi tối con với Phong ăn cơm á, cái nó ọ ẹ, nó mở mắt ra nó la. Cái con mèo lại ôm nó ngủ, cái nó ngủ luôn, tới sáng luôn. Mít nó khá giỡn. Giờ mình sẽ niêm đợi luôn cái nhà. Tại nó tắm quên luôn. Tại giờ con quên luôn á. Quên, ta cũng quên. Muối. Đường. Cơm nè. Cá nó vàng rồi mình chở lại. Cho con rồi, ăn ăn cho con nha. Ăn cá này nó sôi lên nè. Sôi cho thấm hồi đi. Chín cá chín này luôn. Bà cháu mà làm gì e lắm à? Là xả nước ra rửa rau cả nhà. Xà lách. Rau thơm với lại nước cá. Ngon ghê. Cá nó vàng gấp ra.
gà chiên cá mới. Này thằng vô luôn. Ê, ấp cá ra chính rồi, cho ăn cơm. Mẹ sáng sáng là gì đó. Mà có xả đâu mẹ, luộc vệ sinh. Ủa, cá nuôi kiến thơm. Thơm nít mũi. Chị chú ba đem xì gụ ra hả ba ơi. Nói chú ba có mồi bén, mồi bén. Cái này hồi đậm chém mướn cũng được cô ơi. Mướn chấm không? Có tiêu đó, có muối tiêu cái mình lấy vô. Đâm ớt vô. Đâm ớt vô. Chừa cho hai trái ớt đó. Mấy con cá nhỏ nhỏ như là mà ăn ngon lắm cả nhà. Ủa có trứng nữa không ba? Được hai con có trứng. Hấp dẫn quá. Bữa cơm đơn sơ mà lộng lẫy. Rồi đó. Đùi gà thôi. Gấp cả mấy đùi gà. Đây, chọn ra. Cơm thì cũng đã nấu xong rồi đó cả nhà, giờ tiền cũng xin mời các bạn có chú anh chị các bạn cùng dùng cơm nha. Bữa nay giảm lục bóng toàn là cá chép không à. Tới hai cái luôn đó. Được mấy con cá lươn kiến với mấy cá rô phi, cá chim rồi mình chiên tư cả nhà. Cá chim. Ăn chung với hấu nè, với rau sống. Mẹ tiền thì ăn nấm luộc xả nha. Nấm luộc cả nhà cơ. Mời cả nhà. Mời cả nhà ăn cơm, cơm này nấu nhão. Chiên cơm. Ai nấu nhão cũng ngon. Ê hey, mèo, ai nấu nhão rồi. Mẹ ăn tiền nấu, mẹ ăn dương nấu quá. Ờ mẹ ăn mèo quá. Mẹ quên lấy đầu bình xương hả? Cái này là ăn không? Cái này cay rồi. Nhớ không được rồi. Chấm nước tương. Chấm nước tương đi mèo. Ờ. Con chán rồi. Cái này chắc cay quá trời. Cay ăn cái này được không? Hay không nhắc nó kìa. Dạ, cái này. Cho ống the the đi, cho ống lột lử. Có cái nhỏ nha. Cà mình hãy. Con cá mà kiến này. Cái dĩa nhỏ nó để cha gỡ xương dễ gỡ. Hả? Nguyên cái lục kiến không em? Ừ hả? Mày cái nhà ăn cơm. Thật đó. Này nước mắm mẹ nấu nè, không phải nước mắm kia. Ủa vậy hả? Mẹ nấu ăn. Cái lô kiến ăn không luôn. Gỡ nó lâu. Còn nóng ăn cái lô kiến trước quá. Ừ. Ăn rồi ngồi ăn đúng không? Ăn ở nhà nè. Ủa thật không luôn. Rồi xong luôn. Xong luôn cái gì xong luôn không? Ừ. Ừ, rất luôn. Ừ, không bình thường sao? Cái gì vậy? Thường đâu mặn đâu. Cái mắt tương hả? Ngon quá. Thật không nè. Béo nha. Lỡ gì hấu bảnh trên bà gấp tới không mà. Lâu lắm. Tới. Rớt bởi. Lâu lắm rồi mới ăn lại cái lưu kiến. Lột hộp cho con đi. Ừ, con tự ăn đi. Con tự nhả hộp ra. Ăn hộp luôn đi, có sao. Có một phía hộp nè.
Mọi lúc á dì Phi á giả 4-5 con cá cha, cái tự phiên giả không có ngon bàn cá chép luôn. Ăn xôi. Dạ dạ, đến chỗ Toàn giả định con cá chim với cô Tô Phi. Có chép nó thả. Rau dại quá. Này kéo lưới nữa không cha? Nó trễ giờ rồi. Mày trễ rồi. Ừ. Không có cái lưới đâu. Chạy, chạy nè. Nắm của chị Hai á, đợt hồi bẻ. Đợt đầu tiên mà một ngày đó mà bẻ 70 mấy ký rồi nè. Chịu lên bộ, phải hỏi nhau. Bẻ ngay con tường á mới bắt có giá chứ. Có giá, cá sóc hay cái gì nha. Có cá dảnh nữa đó cha. Có cá cày. Cá cày. Có cá cày, có cá sóc. Có cá sóc nằm ở dưới hay đâu ạ? Mình gắp cá cho con nha. Đây là nó chầm. Đủ lượng cá. Cái đợt sau bẻ thêm mười mấy ký nữa. Là tổng cộng là được cả 100 ký. 90 mấy ký, 100 ký. Ừ. Tụi hổm bẻ bông lú ra bẻ cho mẹ có nhiều nè. Bẻ ngay rồi ông tương này mắc. Không có nấm dao. Ăn cơm vô thôi. Chén cá đãi ra. Này dễ mà nó khói. Mà có gió không được. Ăn cá này là cái còn mấy cái lưng bụng. Cá nạc rồi. Nói miệng nổi đạn. Ban ngày sao cũng được mà ban đêm phải có con mới được. Không biết nghe chưa? Không biết hả chưa? Bối rồi. Chán nó không bú ngoại mày la nó miếu nó nhìn nó cừ kêu nó cái nó cừ cái quầy ngành khóc rồi. Nó mép. Nó khóc vậy luôn. Nó khóc vậy hả? Khóc là xấu chứ. Trên tiền chẳng làm được. Chỗ đó không có gió nấm. Mình cái gió. Có gió. Gió nó làm được rồi. Trên thích. Quéo đậu hết. Có tường che lại đó. Cái chỗ đó có gió. Thích kìa. Chỉ có gió ngoài sông mà nó cũng thích nhả chứ. Bên hông. Gió ngược mày ơi. Gió ngược dữ lắm. Tắm một miếng. Nấu gì vậy? Cái đó không hợp đó. Gấp cái này. Có hộp. Rửa rồi. Mình được mang cá luôn ký nhỏ nhỏ không? Nhỏ chơi bây giờ nhỏ nghỉ chơi không có cá cũng biết luôn mà cá lô kiến bự hơn đúng không? Ừ. Nhỏ lượng con ăn ngọt ừ. Ngọt thử lắm đó. Chặt mấy thì mé ra nủ hả? Ủ làm ấy nè ủ nó chùi nó mộng quá mình chùi nó mau lên chùi hàng nó chị dính lắm. Bạn không giống mà giống chồng mà mía đây có giống chồng chó mà có gì nó kêu anh Mạnh Thường Quân ủng hộ mía ới ừ, chồng được 2 phút đó mía ới chỉ với chồng cũng nhiều món lắm cho bộ cuốc hôm qua nay á bạn không giống mà chồng dễ mía cho ừ. Tao bán chồng mình ăn được rồi không có ăn được rồi chỉ ăn thôi chứ có nhiều đồ chồng rất nhiều đồ chồng bán. Con lỡ mà chồng có chăm máu chồng nó đùi bán. Cái gì cũng gọi mua về chồng hết trơn. Ừ. Mua lại là 3 chén rồi. Ừ. Chén thì cũng ngon. Chồng vàng lên từng chồng thấy không ta đó. Chồng theo hộp hộp chứ. Không có chồng cái đất anh Tư.
làm kể á cha. Vô cái thùng mướp á. Con thấy ta trồng vậy đó. Khỏi trồng đất, trồng theo nước vậy đó. Thấy ta làm yếm quá. Mà thùng mướp giờ tới mấy chục ngàn cái nữa. Nào ai ra bỏ lụm trồng. Có ai rảnh gì đâu bỏ bà. Nó bỏ ra xài cũng được. Ăn lại đi. Tại dạng cá với ăn hấu mà không ăn cơm mà. Cả nhà hôm nay thì đi giải lập bóng cũng được bữa cơm sáng nha. Tiền cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại bà cô chú anh chị video sau nha. Bye bye. Bye bye. Bye bye.